Các bạn có biết lý do tại sao Johnny Depp thường xuyên đến thăm trẻ em tại các bệnh viện hay không? Vào năm 2007, cô con gái của Johnny Depp là Lily Rose đã bị nhiễm khuẩn E. coli gây suy thận. Điều này đồng nghĩa với việc Lily phải trải qua quá trình điều trị vô cùng vất vả để vượt qua. Trong những ngày tháng đó, Johnny Depp và bạn gái thời bấy giờ của anh là Vanessa Paradis đã không thể rời khỏi giường bệnh của con gái nửa bước. Và khi con gái bình phục, Johnny Depp vô cùng biết ơn các nhân viên y tế đã đồng hành cùng gia đình của anh. Vậy nên bắt đầu từ năm 2008, sau khi quyên góp 2 triệu đô la cho bệnh viện, Johnny Depp bắt đầu hóa trang và vai diễn thuyền trưởng Jack Sparrow để đến nhiều bệnh viện khác nhau, động viên tinh thần cho những đứa trẻ và cha mẹ của các em để họ cùng nhau vượt qua thời kỳ đen tối nhất. Trong một cuộc phỏng vấn về việc tại sao Johnny Depp lại thực hiện nhiều chuyến viếng thăm bệnh viện đến như vậy, anh trả lời rằng sau khi trải qua cảm giác chiến đấu với bệnh tật của con gái, anh nhận ra việc mang lại nụ cười cho những đứa trẻ hay cha mẹ của chúng chính là sứ mệnh của mình.